Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quân đội Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước láng giềng về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông. Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 26 tháng 4, tân Chủ tịch nước Việt Nam hoan nghênh sự phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói với Thượng tướng Hòa, người đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 24 đến 27 tháng 4, Chủ tịch Phúc mong muốn quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chiến lược, phối hợp đưa quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo Vietnamnet ca ngợi sự thành công của cuộc hội đàm trước đó một ngày của hai Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam tại Hà Nội. Chủ tịch Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước quyết tâm cùng nhau xây dựng không khí hòa bình giữa hai nước nói chung và trên Biển Đông nói riêng. Ông Phúc cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây luôn căng thẳng, nhất là từ khi Bắc Kinh đưa một dàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014 kể từ đó Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động mở rộng chủ quyền trên biển, khiến Hà Nội phải nhiều lần cáo buộc quốc gia láng giềng xâm phạm chủ quyền lãnh hải của mình, như đưa tàu thăm dò vào gần bãi tư chính, đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hay thành lập thành phố hành chính Tam Sa để quản lý các quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Hồi tháng 4 năm ngoái, Việt Nam gửi công hàm phản đối các lập luận của Trung Quốc về vấn đề biển Đông lên Liên hợp quốc trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội hôm 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã cùng người đồng cấp phía Trung Quốc Thượng tướng Hòa trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Theo truyền thông trong nước, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Hà Nội là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần, tôn trọng quyền và lợi ích.